Em Cường xin chào các bác nhá. Các bác ơi, các bác cho em hỏi một câu ấy. Có bác nào đã có ý định là đi học cái nghề buôn ô tô cũ chưa? Và các bác chắc chắn là sẽ có những cái bác là search trên Google hay là tìm hiểu ở đâu đó xem có cái nghề buôn ô tô cũ nào không. Mà tại sao cái nghề này nó VIP, nó bán toàn những cái sản phẩm 3, 500 triệu mà người ta làm, người ta bán được. Trong khi đó thì mình cần một cái chỗ để học thì lại không có. Và bản thân cái kênh YouTube của em này cũng vậy, là có rất nhiều các bác bảo anh ơi cho em đi theo học nghề với. Đấy. Vậy thì học cái nghề này có khó hay không? Theo các bác là có khó không? Đấy, khó không nào? Đấy. Cái khó thì rất khó và cái dễ thì rất dễ. Các bác để ý mà xem, ngoài những anh em những showroom ô tô lớn, họ buôn những cái xe siêu lướt mà 5-70 con hay tất cả mọi thứ, thì xe đẹp, xe ngon, xe zin chẳng hạn, thì đội ngũ nhân viên của người ta rất là chuyên nghiệp, áo trắng, sơ vin, giày đen, đúng không? Nhưng cũng có những cái đội ngũ buôn ô tô cũ lề đường. Đấy, xe thì để xếp một vài con ở lề đường, một vài con ở trong bãi không hề có mái che. Đấy, mà vào đến nơi thì gặp những cái thành phần như thế là chỉ duy nhất một cái bàn, gọi là cái bàn bàn bé bé bẩn bẩn thiểu thiểu. Đấy, ngồi đấy và thậm chí là 5-7 ông cùng sâu vào bán một cái xe, và những cái ông đó thì ăn mặc rất là bình thường, thậm chí là nhìn lại có vẻ là hơi nghiện. Nghiện nó có thể nghiện thuốc lào, thuốc lá, chứ còn chưa nói đến nghiện kiểu heroin, đúng không? Đấy, thế nhưng mà người ta vẫn bán xe. Vậy thì họ học ở đâu? Ai đào tạo cho họ? Thì đấy các bác ạ, thì em chia sẻ các bác một chút là ngành giáo dục của Việt Nam, như có một ai đó ở trên mạng nói rằng là ngành giáo dục của Việt Nam là tân tiến nhất thế giới, là bởi vì là không hề có một cái nước nào là đào tạo một nghề và ra nó làm một nghề. Như ở Việt Nam là thế. Đấy. Như thằng cu em, cậu em học bách khoa. Đấy, quay ra buôn ô tô liên quan gì đến ô tô đâu. Bách khoa lại bên kỹ thuật giày da, chả liên quan gì ô tô rồi, đúng không? Đấy, đại học bách khoa đàng hoàng. Đấy, hay là đại học bên may ở bên bách khoa, thế nhưng ra vẫn làm đồ chơi ô tô bình thường. Hay là những người mà ví dụ như là thôi được rồi, đấy là những ngành nghề em nói đến điều này thì có lẽ là các bác đều biết hết, đúng không? Đấy, nếu còn buôn cái ô tô khó hay không, hay là xem một cái ô tô cũ khó hay không, thì theo em ấy thì nó rất là dễ. Mình chỉ cần là chịu khó am hiểu thêm một chút nữa là được thôi, không có cái gì cả. Đấy. Thế cho nên là về cơ bản thì xem một cái xe ô tô cũ thì nói thật với các bác, là chia sẻ thật với các bác nhé, là em rất ngại chia sẻ một cái xe ô tô cũ, mà xe nào giống xe nào. Chả biết nói gì. Bây giờ nói gì ngoài cái nói là ai con này zin hết nhá, đẹp hết nhá, chạy cần này vạn nhá. Đấy, tất cả mọi thứ ok thì sẽ hết rồi, chả có gì cả. Mấy con nào nó cũng giống con nào. Đây video hôm nay em quay con Fadin này, thì trước khi đó thì em đã quay rất nhiều con Fadin rồi. Có con Fadin chạy hơn 1 vạn, và có con Fadin nó chạy đâu đó tầm khoảng hơn 10 vạn, em cũng đều làm rồi. Đấy, thì bây giờ chỉ cần biết nói rằng là nó có đâm đụng các thứ hay không thôi, phải không các bác? Đây, lên sản cho các bác luôn, quay luôn cho các bác nhé. Hôm nay em quay con Fadin này. Con Fadin này là con VinFast Fadin bản Bay thuộc đời 2020. Đấy, xe thì đã được làm đẹp rồi, sơn tỉa rồi, không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, 2020 và bây giờ nó cũng bước sang năm thứ 3 rồi mà. Đấy, bác nào và anh em nào chạy VinFast Fadin rồi thì sẽ hiểu một cái điều rằng là con này chạy sướng hơn, chắc hơn, đầm hơn, đỡ ồn hơn và bốc hơn dòng khác, dòng tương đương với nó, ví dụ như là Wigo, ví dụ như là Morning hay là i10. Đấy. Thế còn đồ đạc của các bác ấy thì nó thì các bác ấy, em tin rằng là các bác chỉ sợ xem là cái đồ đạc của nó có sau này có hay không. Thì theo các bác là những cái con này, giả sử như là con này đã được VinFast khai tử rồi nhá, không sản xuất cái con này nữa, nhưng VinFast hoàn toàn không phá sản. Các bác lưu ý một điều như thế. Và nếu mà để lấy ví dụ thì các bác để ý lấy con Vios thuộc đời 2015, 2016, 2017, nó là form cũ của dòng Toyota và nó cũng đã bị khai tử cái mẫu đó rồi, và nó lên cái mẫu cao hơn, cũng là Vios và khác, gần như là hoàn toàn đó chính là con Vios form mới thuộc đời 2018, đúng không? Đấy, thì ý em nói ở đây là cái mẫu nó khai tử nhưng không có nghĩa rằng đồ đạc nó không có. Và điều đặc biệt rằng là ở Việt Nam chúng ta thì rất gần Trung Quốc, có cầu là ắt sẽ có cung, nói thẳng với các bác một điều như thế, có cầu là ắt sẽ có cung. Chỉ cần là giả sử như con Vafadin này nó đang thiếu một cái linh kiện gì đó mà hãng không có, mà chỉ cần một vài tháng thôi thì em khẳng định luôn ở Việt Nam chúng ta sẽ có con đấy, bên Trung Quốc người ta làm về,
nha. Và chất lượng thì cũng chưa thể nói được vì nó chưa có thể ra, nhưng nó vẫn đảm bảo được cái vấn đề là duy trì hoạt động của cái xe, chứ không phải cái xe vứt một chỗ. Đấy, ví dụ như một cái gì đó chẳng hạn, càng A càng B cái gì đấy chẳng hạn, em nói ví dụ thế, Herotwin chẳng hạn, mà nó không có ở thị trường Việt Nam thì bên Trung Quốc họ sẽ làm có. Đấy, rồi tiếp tục giới thiệu con VinFast Fadin này. Về nói thật với các bác là cái con VinFast Fadin ấy thì nó khác, à con bản Bay nó khác với bản Blue một số những cái option. Ví dụ như là chỗ này của bản Blue nó màu đen này. Và trong xe của bản Blue nó thêm cái màn hình này. Đấy, và một số như, còn đâu là túi khí các thứ là đều giống nhau nhá, động cơ mọi thứ giống nhau, nhưng còn khác nhau về một cái một hai cái bóng led thì cái đấy thì em không tính tiền giữa bản này và bản Blue. Đấy, nhưng bản này và bản Plus thì về cơ bản thì gần như là khung gầm máy số giống hệt nhau, khác nhau về một số option thôi. Đấy, đây cho chia sẻ các bác. Con này là con VinFast Fadin đã được chạy 8,8 vạn. Đây, xin lỗi các bác để em xem có phải không đã. Không 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 phải là 8,8 vạn đâu. Nên điều chỉnh ở đâu nhỉ? Em quên mất rồi. À đây, chạy 88.000 km là chạy 8,8 vạn. Đấy, ơ, đúng rồi đây. Rồi, ok. Đấy, thì con này đã được lên đây, chạy 8,8 vạn mà các bác nhìn xem nó vẫn còn rất là đẹp nhá. Này, này, chưa hề gọi là quá xấu đúng không? Hơi bóng hơn một tí xíu nhưng chuyện rất là bình thường. Đây, quả cần số này vẫn còn cực đẹp luôn. Hay là phanh tay này. Đấy. Và đây là cái màn hình của nó. Màn này thì lắp từ đời trước rồi. Đấy. Và màn này nó có gì ạ? Màn hình này nó to hơn cái màn hình mà mọi người hay lắp đó, chính là cái màn này là màn 10 inch luôn. 10 inch nó tràn viền ra đây một tí này, còn màn kia là màn 9 inch thôi. Đấy. Các điều hòa thì là điều hòa cơ. Nếu thì con này thì con Fadin thì em quay nhiều quá rồi, em chả có gì để quay cả. Đấy, chạy hơn 8 và chạy 8 vạn 9 vạn rồi nhưng mà cái ghế của nó các bác nhìn này, còn rất đẹp đúng không? Đấy, nè. Trần này. Đấy, trần vẫn còn nguyên và ngon nhá. Đấy, thử cam nào. Đấy, đây là cam hành trình này. Lên đủ rồi này. Và đây là cam lùi này. Đấy các bác nhìn xem. Đấy, nhìn rộng thênh thang luôn. Thì con này nói cái gì nhỉ? Nói cái gì cho nó ấy bây giờ? Đây là được khách hàng người ta dán ốp lên cho nó đẹp rồi này, từ đầu này. Đấy, các bậc bước chân, bậc trong, bậc ngoài đủ hết này. Ghế con Fadin chạy 8,8 vạn nó còn đẹp thế này các bác này. Đấy, đằng sau này. Con này thì thôi em chia sẻ các bác là không có hề có đâm đụng nước gì đâu nhá. Nói thế cho nó nhanh. Đấy, ghế sau này. Đấy, còn rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ em quay qua cái khoang động cơ. Thực ra mà nói quay con Fadin này, nói thật với các bác là quay thì cứ quay nhưng chả biết nói gì về nó cả. Đấy, nói thật sự luôn là em cũng không biết nói gì về nó luôn. Bởi vì em quay quá nhiều con này rồi, con nào nó cũng giống con nào luôn. Đây, các bác đợi em một chút để em chống cái này lên. Đây các bác nhá, khoang động cơ này, toàn bộ cabo zin nhá. Này, ốc zin này. Đấy, các lỗ các thứ là zin đét này, tem cũng vẫn còn nguyên này. Đó, phần đầu của nó là zin hết toàn bộ nhá. Đây, từ con ốc ở trong này. Đấy, đến con ốc này vẫn zin này. Đấy. À, bên các má đều chưa bị tháo ra này. Này, thấy chưa? Là nguyên phần đầu anh em hoàn toàn là gần như là không cần phải nghĩ. Đấy. Đây là đến nói nó phần động cơ. Phần động cơ thì nó vẫn còn zin đét nhỉ. Chưa động chạm bất cứ một cái gì luôn. Đấy, các bác nhìn xem. Em nói phần động cơ nhé, ví dụ buji bảo dưỡng các thứ thì nó tháo ra xịt rửa hay các thứ là chuyện rất là bình thường rồi. Phần mặt máy nó còn nguyên này. Máy cực kỳ khô ráo nhá. Này, chạy 8 vạn rồi mà các bác nhìn cái máy của nó này, vẫn còn sáng choang. Cái con này thì em chưa vệ sinh cái gì đâu. Nói thật với các bác là chưa vệ sinh, chưa rửa nhiều đâu. Các bác nhìn này, nó vẫn còn bẩn này. Nè, cái dây nó vẫn còn bẩn này. Hay là chỗ này nó vẫn còn bẩn này. Đấy, này, này. Đấy, thì em chưa vệ sinh. Để các bác nhìn những con ốc của nó này. Hay là phần máy này, sáng choang nha. Không hề có một chỗ nào, tí nào ẩm dầu luôn. Đấy, các bác nhìn xem. Đấy. Riêng máy của con này thì phải nói rằng là nó máy rất là bốc. Máy 1.4. Nó xấp xỉ bằng máy của một con Vios nhưng chạy tiết kiệm hơn con Vios một chút, bởi vì là máy nó nhỏ hơn, xác nó nhẹ hơn. Đấy. Lốp thì đây. Đấy, lốp thì đã được thay sang lốp Michelin rồi nhá. Thay năm 2020. Đấy. Em nghĩ rằng là 2020 à, thay năm 2020 mà xe lại đời 2020. Thế thì gần như là chủ xe thay luôn à. À đây, lốp sau xe nó vẫn còn đây này. Các bạn. Đây là cái lốp sau này. Lốp sau của nó là vẫn lốp theo xe. Lốp theo xe mà nó vẫn còn tốt và đẹp như thế này. Đây, các bác nhìn nhá. Đấy, lốp theo xe thì các bác để ý là con này là lắp ráp năm 2020 nhưng linh kiện nó thuộc đời 2019. Bởi vì là lốp cũng là 2019 này, kính là 2019 này. Đấy, đây.
Thế nhưng mà được lắp ráp và sản xuất năm 2020, đồ và linh kiện từ 2019. Ví dụ như là quả lốp này nó lắp và nó sản xuất ra vào tháng 12 năm 2019. Đấy, những cái kính này nó sản xuất ra tháng 12 năm 2019, nhưng khi mà lắp ráp con xe này vào nó lại thuộc là đời 2020. Thế chính vì vậy mà trên đăng kiểm và tất cả mọi cái nó ghi là sản xuất năm 2020. Đấy. Cái từ sản xuất năm 2020 ấy là một cái từ mà nói rằng là cái con xe này nó được lắp ráp hoàn thiện. Đấy, họ lắp ráp tất cả hoàn thiện vào thành một cái xe là đời là thuộc năm 2020. Đấy, đây là phía đằng sau các bác này. Đây. Đấy, các đồ linh kiện các thứ là vẫn còn nguyên này. Đấy, đây, nhìn cái phần tôn ở phía hốc sau này. Vẫn còn rất đẹp đúng không? Đấy, tuy là chạy hơn 8 vạn rồi nhưng mà con này nó không phải là dùng để chạy dịch vụ, chỉ là người cá nhân là chạy hơi nhiều thôi. Đấy. Bây giờ thì nói đến cái vấn đề là liệu một con xe chạy 8 vạn là nhiều hay ít? 8 vạn 8, em cứ cho là 9 vạn đi. Trong vòng 2020, 21, 22, 23, em cho là 3 năm. Mỗi năm 3 vạn thì theo các bác là nhiều hay ít? Sẽ có người bảo rằng là chạy như vậy là hơi nhiều. Xe tôi 5, 6 năm mới chạy 3 vạn. Sẽ có người bảo rằng là ôi, xe tao chạy 1 năm có khi đã 5, 6 vạn rồi. Đấy, bản thân cái xe của em không phải là xe dịch vụ nhưng cũng đã chạy 3 vạn 1 năm rồi. Mà các bác thấy đấy, em cũng hiếm khi đi lắm. Thì gọi là thi thoảng mới đi xa, còn đâu là đi mua xe mới chắc em toàn đi xe cửa hàng hết. Đấy. Và theo cái quan điểm cá nhân của em đánh giá cũng như là kiểu như là xem nhận định từ trước đến giờ là một cái xe trung bình, không nói đến chạy nhiều hay chạy ít, chạy ở mức trung bình là nó đang chạy ở cái mức 2 vạn một năm. Người nào chạy một vạn một năm là ít, mà chạy mà 3 vạn một năm thì gọi là nhỉnh hơn. Vậy thì con xe này nó chạy cũng không phải là quá nhiều khi là chạy 3 vạn một năm. Còn theo các bác, ngã băng biểu, ôi con này chạy dịch vụ 3 vạn một năm thì làm gì, ăn gì, đúng không, ăn cháo, đúng không? Đấy. Rồi, con này thì cuối clip em, ở trên đầu clip em quên không báo giá các bác. Con này thì em bao rút hồ sơ, giá là 288 triệu, bao lạp đẹp hết toàn diện, bao làm thay dầu, thay nước, làm mát mới tinh. Đấy, bao làm căn chỉnh lại gầm bệ các rô tuyên rô tiếc mà kém thì thay mới đây hãng thay đấy các bạn, em không phải thay đâu. Đấy, cái rô tuyên gầm các thứ này em không phải thay đâu. Đấy, bởi vì là em cứ có con pha đin nào về mà gầm kém các thứ là em mang ra hãng và hãng tự động thay cho em thôi. Đấy, đây các bác nhìn này, nước đỏ au này. Đấy, nước em bọn em hoàn toàn vừa thay mới. Đấy, quên đấy, còn chưa quay cho các bác xem là đăng kiểm nó còn đến bao giờ. Đấy, đây đăng kiểm còn đến tháng 7 năm 2024 nhá, cho các bác tha hồ nhá. Đấy, bác nào và anh chị em nào có nhu cầu về một con pha đin đi phố, đi kiểu như là đi gia đình có thể là một hoặc hai người con nhỏ, không cần đến xe to và thích những xe nhỏ nhắn thì có thể liên hệ em Cường nhá. Đấy, con này thì em đang bán giá là 288 triệu, bao rút hồ sơ. Đấy, anh em ra tên nữa khoảng 290 mấy triệu là có xe đi rồi. Đấy, còn anh em có tham khảo những con này ngoài cái chương trình của Hải Phòng ra thì con này người ta mua cũng không rẻ đâu. Đấy, nó đâu đó cũng phải tầm trên dưới 400. Có thể là tầm 380 thời điểm mua. Đấy là có thể là tầm khoảng 340, 360 thời điểm mua. Nhưng đó là những cái thời điểm mà khách hàng được trợ giá cũng như là được khuyến mại, được đủ các thứ của VinFast thì mới được. Rồi, ok, xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những cái xe lần sau.